Thầy chào các em học sinh lớp 6 thân mến. Hôm nay thầy dạy các em Unit 11 What do you eat? Section A at the store A2. Các em mở sách ra trang 116 và ghi chép cẩn thận nhé. Number 2. Listen and repeat then answer the questions. Now look at this picture. It's a store. And we can see two people in the store, the sales girl and Ba. Ba wants to buy something in the store, and they are talking to each other. Let's listen to their dialogues. Cô bán hàng và bạn Ba đang trao đổi với nhau về việc mua bán ở trong cửa hàng này. Vậy thì bạn Ba muốn mua cái gì? Chúng ta hãy lắng nghe thoại của họ nhé. Before we listen to the dialogues, we learn some new words and structures. Trước khi chúng ta nghe đoạn đối thoại, chúng ta sẽ học từ mới và các cấu trúc nhé các em. Sales girl có nghĩa là cô bán hàng. Want có nghĩa là muốn. Need có nghĩa là cần. Thành ngữ is there anything else? Còn gì khác nữa không? Dùng để hỏi khách hàng khi họ mua các đồ vật xong thì chúng ta sẽ hỏi họ còn muốn mua gì khác nữa không, thì chúng ta sẽ dùng thành ngữ này nhé các em. Is there anything else? Và tiếp đến chúng ta có các cấu trúc hỏi về số lượng như là how many sẽ cộng danh từ đếm được số nhiều, có nghĩa là có bao nhiêu. Ví dụ how many eggs do you want? I want a dozen eggs. Và cấu trúc mới ở trong bài này là how much cộng danh từ không đếm được số ít cộng phần để hỏi phía sau, cũng có nghĩa là có bao nhiêu, nhưng mà lần này thì chúng ta dùng cho danh từ không đếm được số ít. Ví dụ how much beef does she need? She needs 200 grams of beef. Ngoài ra how much còn có nghĩa là bao nhiêu tiền. Ví dụ how much is a kilo of rice? It is 15,000 đồng. Một ký gạo thì bao nhiêu tiền? Nó thì 15.000 đồng. Now listen and repeat after me. Các em nghe và lặp lại với thầy nhé. Sales girl. Want. Need. Is there anything else? How many eggs do you want? I want a dozen eggs. How much beef does she need? She needs 200 grams of beef. How much is a kilo of rice? It is 15,000 dong. And now you listen to the dialogues and repeat. You listen to the dialogues for the first time and then you repeat in the second time. Các em sẽ nghe đoạn đối thoại lần đầu và lặp lại lần thứ hai nhé. Two. Listen and repeat. Then answer the questions. Can I help you? Yes. I'd like some beef, please. How much do you want? 200 grams, please. 200 grams of beef. Is there anything else? Yes. I need some eggs. How many do you want? A dozen, please. And now repeat. Two. Listen and repeat. Then answer the questions. Can I help you? Yes. I'd like some beef, please. How much do you want? 200 grams, please. 200 grams of beef. Is there anything else? Yes, I need some eggs. How many do you want? A dozen, please. Chúng ta thực hành nghe và lặp lại xong. Ở nhà các em có thể thực hành với người nhà
thực hành với anh chị em hoặc là cha mẹ nhé. It's your turn to answer the questions. About Ba, we have four questions. A. Where is Ba? B. What does he want? C. How much beef does he want? D. How many eggs does he want? And you have 2 minutes to answer the four questions. Now 2 minutes begin. Các em có 2 phút để trả lời 4 câu hỏi về bạn Ba nhé. 2 phút bắt đầu. And now we have the answer. A. Where is Ba? He is at the store. B. What does he want? He wants some beef and some eggs. C. How much beef does he want? He wants 200 grams. And D. How many eggs does he want? He wants a dozen. And now listen, repeat after me. Where is Ba? He is at the store. What does he want? He wants some beef and some eggs. How much beef does he want? He wants 200 grams. How many eggs does he want? He wants a dozen. Next, we have a game to relax. Jumbo Words game. You have to arrange the jumbo letters into the correct words. We have 18 jumbo words. And you have 5 minutes to finish them. 5 minutes begin. Chúng ta có trò chơi từ sáu trộn. Các em sẽ có 5 phút để hoàn tất 18 từ sáu trộn này. 5 phút bắt đầu.
thumbs up and now I correct the words. Number one, what is it? It's a food. Number two, bean. Number three, favorite. Number four, cabbage. Number five, lemonade. And number six, storekeeper. Number seven, what is it? Bottle, very easy. And number eight, dozen. How about number nine? Chocolate. Number ten, packet. Number 11, very long. Toothpaste. And 12, sharp. Yes. 13, help. 14, sales girl. 15, need. 16, anything. 17, want. And the last one, 18, what is this? Ram. Yeah, that's good. Now listen and repeat after me. Food, bean, favorite, cabbage, lemonade, storekeeper, bottle, dozen, chocolate, packet, list, shop, help, sales girl, need, anything, want, ram. And this is the end of the lesson. For homework, we have number one, you learn by heart the new words and structures. Number two, you do the exercises in grammar practice, page 122. And the exercise sheet. Number three, prepare the new words in section A, unit 12. Ở phần dặn dò về nhà, phần thứ nhất, các em sẽ học thuộc lòng từ mới và cấu trúc của bài này. Số 2 là các em sẽ làm các bài tập trong phần Grammar Practice trang 122 và tờ bài tập thầy có gửi kèm. Số 3 là các em soạn các từ mới trong phần Section A của Unit 12. Vì chúng ta kết thúc Unit 11 theo chương trình giảm tải của Bộ Dục. Thầy chào các em và hẹn gặp lại ở các bài sau. Thank you, goodbye and see you again.